Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt ba điện chủ ngọ điện, dần diện và tử điện thì hắn lại không muốn rời khỏi nơi này, nên vì thế, hắn đã dẫn đám người Long Bưu tiếp tục di chuyển đến các ba điện khác, nhằm tiêu diệt luôn những điện chủ điện này. Trên đường đi, hắn đã dừng lại một nơi, nhầm bế quang tăng lên thực lực, trước khi đụng độ những đối thủ mạnh, nơi này vẫn còn ở đó đọc ngăn cách bên ngoài. Dãy núi nơi này đã là bày ra màu tím đen, thực vật sinh trưởng trong đó, cổ quái lăng lệ, trên là cây cũng sinh trưởng răng nhọn như là hung thú, nơi này đối với Tiêu Viêm liền sẽ bị hạn chế rồi, không thể lại dễ dàng vận dụng lực lượng của Nguyên Thần phân thân, cũng may là thực lực của bản tôn cũng đi tới bước thứ bảy, bất quá nếu là đối đầu bước thứ 9 Ninh Yêu, nhìn bước thứ bảy vẫn là còn thiếu rất nhiều, độc ở đây rất nồng đậm, bất quá lại ẩn chứa một thuộc tính nồng đậm, trước khi luyện dược ngược lại có thể trước thu thập một chút. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm đôi mắt lại, ấn lòng bàn tay xuống đất, vô hình một thuộc tính bắt đầu từ bốn phương tám hướng, hướng phía Tiêu Viêm tụ đến, chỉ chốc lát sau liền, ở trong tay Tiêu Viêm tạo thành một cái viên cầu tỏa ra lục sắc quang mang, dùng tự thân của hắn đi thu thập lực lượng của ngũ hành, sau khi thu thập hoàn tất lại đem đưa vào linh phú viên trong Tử Thần Hư Linh Tháp, chỉ cần không có để cho Tử Thần Hư Linh Tháp hiện thân, hoặc là vận dụng tháp này chiến đấu, phảng phất ở trong cơ thể Tiêu Viêm, liền có thể che giấu hoàn mỹ, chỉ là nơi này ẩn chứa mộc thuộc tính đối với linh phố viên, mà nói còn thiếu rất nhiều, bất quá có so với không cũng tốt hơn, gần nhất một ủy thác, bốn cùng sáu đều có ủy thác, cùng với bảy hợp tác, so với hai cái trước, tiêu viêm đối với bảy hợp tác kỳ thật lại thêm cảm thấy hứng thú, dù sao so với nhân tình hư ảo mà nói, có thể từ bảy đạt được thù lao càng là thực chất hơn, mới là tiêu viêm hiện tại cần nhất, tiêu viêm tìm kiếm những đan phương này, bốn lần này để cho tiêu viêm đan phương không còn là giải độc đan. Thời điểm quan sát dược liệu tiêu viêm đã cảm thấy có chút không thích hợp rồi, thời điểm mở ngọc giản ra, tiêu viêm chính là sững sờ, Cửu, Cửu Dương Chân Long Đan, đan này Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì, bởi vì thời điểm Nguy Yên cùng hắn nói đùa chính là đề cập qua đan này, chỉ là để cho Tiêu Viêm không có nghĩ tới là bốn hủy thác hẳn là đan này. Tiêu Viêm cười một tiếng lộ ra đắng chát, nhìn xem đan này hắn do dự, lập tức Tiêu Viêm lại mở ra đan phương mà sáu ủy thác, trước khi mở ra, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực quét qua vài lần, xác nhận trên đó không có bất kỳ cái ấn ký gì về sau, linh hồn vừa rồi thăm dò vào trong đó, thất thi thực hồn đan, đan này không phải dược đan, mà là độc đan à, hẳn là sáu là dùng cái độc đan này cảnh báo ta, ánh mắt tiêu viêm nhắm lại ánh mắt một mảnh âm trầm hắn có thể không có tính toán vì sáu luyện chế đàn này chí ít xuất hiện tại không có hư thiên thái nhất đều là lão quái sinh tồn từ cổ trí kim rồi dùng cái độc đàn này đến nhắc nhở cũng thực sự phù hợp phong cách hành sự của bọn thái hư này nhưng tiêu viêm không có để ý quá nhiều chỉ là cười lạnh một tiếng liền đem nó một lần nữa thu nhập bên trong nạp giới thời điểm những dược liệu này từ bên trong thủ ngọc lấy ra trước tiên tiêu viêm tiến hành kiểm tra Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới lấy ra, dù vậy, Tiêu Viêm như cũ vô cùng cẩn thận, thời điểm kiểm tra những ngọc giản này, lại dùng linh hồn của mình phong tỏa xung quanh, nếu như có bất kỳ tình huống gì, còn với lại còn có cơ hội ngăn cản và giải quyết, bên trong hỗn độn thần vực trước mắt, còn lại còn không biết được, nhưng phương vị của hắn tuyệt đối không thể bại lộ cho sáu, nếu như sáu biết được vị trí của hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới cường giả của Thái Hư đến đây, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không biết, dưới tình huống hắn cẩn thận như vậy, tại Thái Hư thế giới xa xôi, nơi này kiến trúc 10 phần cổ quái, phần lớn lấy hình vuông làm chủ như là vô số thái hư hào, hình chữ nhật hình vuông, nhìn em phần hợp quy tắc, mà ở bên trong vô số khối lập phương này, ở trong một cái thạch anh trong suốt, trong đó tựa hồ tất cả đều là chất lỏng, một thân ảnh toàn thân trần trụi lơ lửng ở trong đó, diện mạo thoạt nhìn là một người đàn ông trung niên, nhắm mắt, chất lỏng bên trong lại thêm là không có bất kỳ cái hô hấp gì, hắn cuộn tròn rút vào một chỗ, hai tay ôm đùi, có thể thấy dáng người cơ xứng, lúc này chỗ mi tâm của hắn có một cái ấn ký màu xanh chậm rãi lấp lóe, chỉ thấy bên trong thạch anh chất lỏng nhanh chóng bị rút khô. Sau đó thạch anh chậm rãi hạ xuống, một thân ảnh đứng lặng trong đó, trên người không mảnh vải che thân, dáng người cân xứng nhìn vô cùng hoàn mỹ, người kia lại càng mày kiếm mắt sáng, trên người hắn mái tóc cuộn lại, cùng lúc đó, lập tức có hai tên nữ tử tiến lên mặc trang phục, mà khi nữ tử ngồi xuống phía dưới, hắn nắm đầu một nữ tử đè xuống, sau đó đem đè vào đáy quần của hắn, người kia nhắm đôi mắt lại, diện mạo mười phần hưởng thụ, chỉ chốc lát sau, hắn lấy một tay đẩy nữ tử vừa rồi ra, một bên chụp lấy áo bào, hướng về phía trước đi đến, ở trước mặt hắn là một khối bình đài, nam tử vung tay lên, màng sáng gao thét ra, sau đó tạo thành chín chùm sáng, vậy mà thật dám điều tra ngọc giản. 9. Ngươi vẫn là bất cẩn, Thái Hư Ngọc Giản cũng không phải phổ thông Ngọc Giản, muốn khóa chặt có thể không cần linh hồn ấn ký. Nam tử không giận tự uy, đầu hắn mang châm vàng, đơn giản đem đầu tóc co lại, trên người áo bảo mặc dù dài rác, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, trên người hắn tán phát bá khí, trượt trên đài trong một vệt sáng sáng lên, nam tử ngẩng đầu nhìn qua, tiên ma cổ giới, cái này chính hẳn là người của thần hy, vì sao lúc này lại ở cái tiên ma cổ giới này đây, ngược lại là thú vị, người này dám giả mạo đến từ thái hư, phái mấy người đi điều tra một phen, nhìn xem tên trí này rốt cuộc là kẻ nào, nam tử đưa tay một chút chùm sáng chính là khoách tán ra trong đó có một đạo lưu quang màu xanh không ngừng xuyên qua tựa như đang tìm kiếm cái gì nhưng vào đúng lúc này đạo lưu quang màu xanh này bỗng nhiên toàn thân chấn động bịch một tiếng hẳn là nổ tung nam tử lập tức nhíu mày lại nhìn xem lưu quang màu xanh bên trong bình đài biến mất không thấy gì nữa sắc mặt lập tức một mảnh âm trầm kẻ nào dám cản trở ta đoán chừng ngoại trừ cái nữ nhân viên kia không có người khác ánh mắt nam tử chợt lộ ra vẻ suy tư tựa hồ nghĩ tới cái gì chính là giận dữ nói lúc này trong không gian bằng phẳng truyền đến tiếng bước chân Hai cái thân ảnh đang mặc hư thần khải giáp chậm rãi đi đến, Thái Nhất Tiên Vương, có gì phân phó? Các ngươi dẫn đầu một chi tiểu đội hai tinh anh, lập tức tiến về tìm hiểu tin tức, cái này có một cái ngọc giản, nếu tới gần người ta tìm, nó tự sẽ tỏa sáng ánh sáng, đến lúc đó, trước tiên bẩm báo, nam tử chính là hư thiên thái nhất, hắn đã từng là vương của thái hư thế giới, bây giờ đã thoái vị, bất quá nhìn lại tựa hồ như đang ở đỉnh phong, tuân mệnh, Thái Nhất Tiên Vương thân ảnh hai tên đang mặc hư thần khải giáp ôm quyền chắp tay nói nếu như tiêu viêm có thể nhìn thấy nhất định là có thể phát hiện hư thần khải giáp trên người bọn họ cùng lúc trước tại huyền âm trên giới thế có thay đổi áo giáp tỏa dám kim thuộc ánh sáng cảm nhận trở nên mạnh hơn với lại càng thêm thiếp thân thời điểm đứng lặng ở tại chỗ cũng có một loại cảm giác binh khí lăng lệ đoàn người này chỉ sợ tiến đến đều là có đi không về bất quá chỉ cần có thể dò thăm một chút tin tức cũng coi như đáng giá nhìn xem hai người rời đi Hư Thiên Thái nhất lẩm bẩm nói, nói xong hắn một lần nữa đi hướng chỗ Thạch Anh, cởi quần áo, hai nữ tử vừa rồi lập tức đến dọn dẹp, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong đó, Thạch Anh chậm rãi dâng lên đem hắn bao phủ trong đó, sau đó chất lỏng sền sệt trong suốt phun trào ra, một lần nữa đem Hư Thiên Thái nhất bao phủ trong Thạch Anh trong suốt, ánh mắt Hư Thiên Thái nhất âm trầm, theo cái chất lỏng sền sệt này dần dần đem bao trùm hắn, hắn cũng chậm rãi nhắm mắt, cái vương vị này sớm muộn có một ngày nhất định phải đoạt lại, muốn xâm lấn thần hy, vẫn phải hỏi ta có đồng ý hay không, Hư Thiên Thái nhất lẩm bẩm nói, sau đó trên mặt lệ khí vừa rồi dần dần rút đi một lần nữa bao phủ bên trong chất lỏng sền sệt ngâm ở đằng kia thủy tinh trong suốt trong vẫn không nhúc nhích lúc này ở bên trong tiên ma cổ giới vạn thánh ma giới trong đại điện cao nhất một bóng người xinh đẹp trên ngọc trần trụi đang đi trên làn nước trong suốt tới mắt cả chân từ từ chìm vào trong nước nàng hơi khẽ nâng lên xinh đẹp gương mặt lúc này ở trong đôi mắt dễ thương của nàng có một sợi màu xanh lưu quang hiện lên nhìn xem phương hướng lưu quang đi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười đưa tay liền đem cái này màu xanh lưu quang bóp nát phẳng phất thế giới ở trong mắt nàng bất luận cái khoảng cách gì cũng chỉ như găng tắc, lại là hướng phía phân thân phương hướng của chín, tuy vô pháp biết được ý định của nó, nhưng có thể xác định, nhất định là hạng người bất thiện, mặc dù cùng chính quan hệ cũng không có gì đặc biệt, nhưng thân hình của hắn lại là không tệ, nhìn hẳn là rất mạnh, nếu có cơ hội nhất định song tu cùng bản tôn của hắn, đôi mắt dễ thương ngước đầu nhìn lên bầu trời, gót sen trong nước như pha lê trong suốt nhắc lên gợn sóng, trong đó còn sinh trưởng lấy ngũ thải cá con rực rỡ, vừa tới vừa lui du động bên cạnh gó sen như ngọc, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên có chút đỏ ửng. Một màn này, tuyệt mỹ, chỉ ít nhìn xem giờ phút này nữ tử nghịch nước, cho người ta một loại cảm giác ôn nhu động lòng người, trong nháy mắt nhắc lên gợn sóng hai thế giới cường giả, mà ở trong sơn động, Tiêu Viêm cũng không có phát giác được ngay lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện, với lại kinh khủng nhất là, Tiêu Viêm không có chút phát giác nào, mặc dù hắn đã vô cùng cẩn thận, có thể như cũ bại lộ, hư thiên thái nhất mặc dù cuối cùng không thể tra được vị trí cụ thể của Tiêu Viêm, nhưng vẫn là tra ra hắn lúc này đang ở cái tiên ma cổ giới này, đồng thời đã phái ra nhân thủ khởi hành đi đến tiên ma cổ giới bây giờ tiên ma cổ giới rào cản thế giới có một cái lỗ thủng cực lớn muốn tiến vào trong đó chỉ cần thực lực đầy đủ có được vượt qua thủ đoạn thế giới liền không phải việc gì việc khó nhưng tất cả những thứ này tiêu viêm bây giờ cũng còn không biết bất quá coi như rất cẩn thận sau khi đem ngọc giản hư thiên thái nhất đưa cho cùng dược liệu điều tra hoàn tất tiêu viêm cũng không thể thu nó vào trong nạp giới của mình mà là thu vào trong thủ ngọc thái hư am hiểu minh hà khoa kỹ có lẽ có kỹ thuật ta không biết ngọc giản này nhìn liền cùng bình thường không giống nhau lắm Tiêu viêm lẩm bẩm nói, sau đó đem Ngọc giản thu vào thủ ngọc, rồi tiếp tục xem xét bảy đưa cho ba bức đan dược. Nhưng khi Tiêu viêm tra xét xong về sau, lại là khẽ cho mày. Đan phương trong đó đều không có thứ hắn muốn. Dù sao giải độc công hiệu như vậy, cũng không phải là đại chúng cần thiết. Ba bộ đan dược cũng lấy để thăng làm chủ. Trong đó một bộ đan dược, tên là Thương Hải Thần Đan, công hiệu của nó không thể tưởng tượng nổi là, có thể làm cho Đế Chi bất hủ chạm đến sức mạnh quy tắc. Cái này chính là lực lượng Thần Chi bất hủ mới có thể khống chế hẳn là đan này có thể để đế chi bất hủ có lực lượng thần chi bất hủ, nếu thật sự là như thế, nuốt đan này có lẽ không cách nào chiến thắng thần chi bất hủ chân chính, nhưng phía dưới thần chi bất hủ, liền có thể vô địch, nhìn xem đan phương trong mắt Tiêu Viêm tinh mang phun trào, cái này sức hấp dẫn so với giải độc đan thậm chí cũng còn muốn lớn hơn, chỉ một cái này liền có thể giải quyết vấn đề, đương nhiên, chỉ là cái đan dược này luyện chế ra, cũng không phải thuộc về một mình hắn, dù sao cũng là bảy cung cấp dược liệu cùng đan phương, nếu thật tại luyện chế ra dưới tình huống một mình nuốt lời nói chính là có hại tín dự. Tiêu Viêm nhìn một chút đan này dược liệu, cùng những đan dược khác không giống nhau, đan này dược liệu chỉ một phần, cũng không có dư thừa, với lại đan này độ khó luyện chế thế nhưng tương đối lớn, ở trong tuyệt phẩm đan dược, nó được coi là thượng đẳng, lấy thuật chế thuốc bây giờ của Tiêu Viêm, luyện chế thượng đẳng tuyệt phẩm đan dược vẫn là hết sức khó khăn, nếu linh hồn chi lực có thể đột phá đến hư cạnh, có lẽ luyện chế đan này có thể có một chút chắc chắn, nếu như bây giờ cưỡng ép luyện chế, xác suất thành công không được một thành sau khi suy nghĩ một chút, tiêu viêm vẫn là quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá đối với công hiệu của đan này, tiêu viêm ngược lại là 10 phần cảm mạo, chỉ là dính đến dược liệu trong đó, ngoại trừ các loại thực vật, còn có một thứ là linh phố viên cũng vô pháp gieo trồng ra, một giọt tinh huyết của thần chi bất hủ, cái dược liệu khác làm phụ, còn có rất nhiều máu của hung thú. Chỗ dược liệu đan này, cần thiết tìm kiếm vẫn còn có chút phiền toái. Bất quá theo tiêu viêm, so với tinh huyết của thần chi bất hủ, cùng máu của hung thú, kỳ thật dược liệu mới là khó giải quyết nhất. Dù sao dược liệu cần rất nhiều năm tìm kiếm càng thêm khó khăn, không biết được cái linh phố viên này, phải chăng có thể đền bù vấn đề nhiều năm này lúc này không thích hợp luyện chế đan này tiêu viêm cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ thiên linh phá độc đan cũng vô pháp luyện chế dược liệu căn bản vốn không đủ nếu muốn mạnh mẽ luyện chế như vậy luyện chế ra giải độc đan hiệu quả cũng còn thiếu rất nhiều trong mắt tiêu viêm lộ ra vẻ suy tư còn có hai loại đan phương có thể hai loại đan phương cũng không phải là đan phương giải độc lúc suy tư tiêu viêm bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện so từ bản thân luyện chế nếu là có thể trao đổi chẳng phải là tới càng nhanh tiêu viêm chợt nhớ tới chính mình kỳ thật có thể đổi phương thức đạt được giải độc đan cũng không phải cần chính mình tự luyện chế chỉ là phương pháp này cần hỏi một chút mới có thể nhìn xem có thể thành công hay không một xin hỏi có thể để cho ta cùng bảy đơn một giao lưu dứt khoát không do dự nữa tiêu viêm trực tiếp thông qua thủ ngọc liên hệ một chỉ cần ý niệm truyền ra liền có thể thu được tin tức của tiêu viêm có thể hiện tại liền cần sao âm thanh của một hẳn là trực tiếp vang lên không có chút do dự gì phảng phất một ở gần trước mặt tiêu viêm không 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 ta cũng cần chờ một chút chuẩn bị một chút tiêu viêm vội vàng khách khí đáp lại nói không có vấn đề sau khi chuẩn bị xong tùy thầy liền có thể cáo chi ta một hào phóng để cho tiêu viêm hơi kinh ngạc chẳng qua là cảm thấy quá mức thuận lợi sẽ không phải cần cầm nhân tình đổi sao tiêu viêm cười khổ nói lần này đưa ngươi không thu ngươi nhân tình dường như hồ đã nhận ra ngữ khí của tiêu viêm chính là trả lời vậy sinh đa tạ rồi tiêu viêm cũng không khách khí lập tức cười nói một ủy thác liền để cho long ý bỏ ra cái giá không nhỏ nhân tình này thiếu cuối cùng không phải việc gì tốt vĩnh viễn không biết đối đối phương sẽ bị có cái ủy thác gì mà không hoàn thành ủy thác lại ảnh hưởng danh dự thật sự là khó làm tiêu viêm không nghĩ tới lần này một vậy mà hào phóng như thế linh hồn ý niệm của hắn từ bên trong thùng ngọc lui đi ra hai cái ngọc giản bay ra đây chính là hai cái đan phương khác mà bảy đưa cho cảm giác một đối với ta tự hồ lại thêm thân thiết đối với ta phân biệt đối đãi không biết hắn đối với người khác có phải như vậy hay không tiêu viêm lẩm bẩm nói chính là không nghĩ nhiều nữa ánh mắt nhìn về phía hai cái ngọc giản hiện tại hắn muốn lựa chọn một cái đan phương trong đó luyện chế linh hồn chui vào trong đó phân biệt xem xét hai cái đan phương này cụ thể là đan dược gì thần ma đại thể đan đan này tiêu viêm nhìn xem đan phương biểu lộ dần dần trở nên cổ quái đan phương không có vấn đề có thể vật liệu luyện chế đan này lại để cho tiêu viêm có chút kinh ngạc bởi vì trong đó có một dược liệu mấu chốc hẳn là huyết dịch trên người hắn cũng đang chảy nguyên thần chi huyết mà tác dụng của đan này thì là để nuốt người có được lực lượng thân thể mạnh mẽ đối với một chút người có nhục thân chi lực hơi yếu đan này tác dụng không cần nói nhưng đối với tiêu viêm mà nói là vô dụng đan này chủ yếu chính là lấy nguyên thần chi huyết làm chủ luyện chế cái khác phụ dược ngược lại là cũng không hiếm lạ, ngược lại là có thể luyện chế nhiều một chút, Tiêu Viêm chính là không lãng phí thời gian nữa, lúc này liền là lấy ra dược đỉnh, bắt đầu đầu luyện chế dược liệu, trong nháy mắt hỏa diễm phun trào, nhiệt độ toàn bộ sơn phong chính là đột nhiên tăng cao, mà lúc này đám người trung cổ đã ly khai, nhưng bọn hắn cũng hiểu ý không có cách Tiêu Viêm rất xa, dù sao nơi này hung thú các loại cũng không phải việc uy hiếp gì, so với hung thú, người còn đáng sợ hơn nhiều, bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ sơn phong của Tiêu Viêm, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy hỏa khí bừng bừng bên ngoài sơn phong, bọn hắn không biết tiêu viêm đang làm cái gì nhưng toàn bộ hành trình cũng không có người nào nửa câu oán hận dù sao thực lực của tiêu viêm còn ở đó vô luận làm cái gì cũng không phải là thứ bọn hắn có thể đoán được mà trên thực tế thông hướng thần điện bên trong độc trướng cũng không yên tĩnh bởi vì thời điểm ngay từ đầu tiến vào cũng không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt khí độc chính là như thế sau khi chậm rãi thấm vào nhân thể tác dụng của nó mới có thể hiện thông hướng thần điện xương độc cũng không phải chuyện dễ chí ít đối với tiêu viêm mà nói độc tố tiến vào trong cơ thể của hắn so với người bình thường gấp bội bởi vì khí huyết vận chuyển tốc độ viễn siêu người thường độc tính sẽ bị lấy tốc độ nhanh nhất du tẩu toàn thân nếu không phải chuẩn bị giải độc đan một khi ở trong đó gặp tình huống như thế nào đến lúc đó liền sẽ như vậy mà bỏ ra cái giá khổng lồ, thời điểm tiêu viêm cẩn thận không có tiến vào độc chứng này, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở bên trong thần điện, mà mấy đạo thân ảnh này mặt lộ thanh tử chi sắc, nhìn tựa hồ cũng là chúng độc, chỉ có một thân ảnh trong đó, sắc mặt bình thường cũng không cái dạng gì dị, những người còn lại đều là trạng thái chúng độc, hắn lại tự hồ như cũng không nhận ảnh hưởng, mà đạo thân ảnh này chính là Ninh Yêu, về phần những thân ảnh bên cạnh Ninh Yêu ngồi xếp bằng kia, một cái trong đó chính là Ôn Cường dẫn theo bọn hắn, người này không phải đạo tử, chính là cường giả của vạn thánh ma giới, trừ hắn ra, mấy thân ảnh còn lại chỗ cổ đều có nô ấn, đương nhiên Ninh Yêu cũng không ngoại lệ, nhờ có độc chứng này, vậy mà trời cũng giúp ta, chỉ ít hiện tại tăng thêm một chút độc tố, liền đem mấy người kia đánh ngã, ánh mắt Ninh Yêu nhìn xem Ôn Cường, trên đường đi hiển nhiên rất tức giận, trong mắt lập tức lộ ra sát ý, có thể Ninh Yêu không thể trực tiếp động thủ mặt sát Ôn Cường, dù sao người kia chỉ là chúng độc còn không đến mức trí mạng bất quá lúc này ninh yêu là đang len lén phóng độc nhìn cũng tiến vào trạng thái nửa hôn mê về phần bên trong thần điện cũng là hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ nơi này trước khi bọn ninh yêu đến liền trải qua một trận đại chiến thần điện còn không có khôi phục lại điện chủ cũng không có phục sinh bất quá xem ra cũng không mất bao nhiêu thời gian nơi này thời gian giống như hai điểm trên một hình tròn lại không ngừng trùng hợp hết thảy một lần nữa trở lại nguyên điểm nơi này chất chứa tạo hóa bất quá muốn đột phá thần chi bất hủ chỉ sợ nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được tiên ma ý chí tán thành bây giờ tình huống của tiên ma cổ giới hỏng bét muốn tới nơi đây cùng bản thân tiên ma cổ giới thoát không khỏi liên quan ninh yêu lẩm bẩm nói trong khi hắn nói chuyện liền đem ánh mắt nhìn về phía đám người ôn cường bao gồm thần nô cũng giống như hắn giờ phút này mặt lộ vẻ dãy ruộng về phần nô ấn ninh yêu kỳ thật cũng không e ngại thậm chí nhờ vào đó có thể xóa đi nô ấn ninh yêu chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía đám người ôm cường trong tay hào quang lóe lên hiện ra một cái lục quang thủ xuất hiện ở trong tay hắn trước đó ninh yêu lại lần nữa cẩn thận nhìn quanh bốn phía một cái tại xác định không có ai về sau chính là giơ cánh tay lên cô trùy thủ mang theo kịch lộc trong tay hướng phía trái tim của ôn cường mãnh liệt đâm tới ngay tại thời điểm ninh yêu qua trùy thủ sắp đâm trúng trái tim ôn cường bỗng nhiên trước người ôn cường quang mang rực rỡ trước mặt hắn xuất hiện một đạo quang thuẫn đem thân hình ôn cường bao phủ trong đó người kia mặc dù nhắm mắt bất tĩnh lại hết sức cảnh giác ngay từ lúc trước khi chúng độc liền làm xong phòng hộ chuẩn bị để tránh bất luận cái ám toán gì không nghĩ tới vậy mà cẩn thận như thế sắc mặt ninh yêu chấm xuống bóp trùy thủ màu xanh lá trong tay cánh tay khẽ run hiển nhiên cái phòng hộ trận pháp này của ôn cường vẫn có một ít môn đạo bất quá nếu như đã động thủ ninh yêu tự nhiên liền sẽ không dễ dàng dừng tay lại lúc này bọn hắn cũng trúng độc lúc này chính là thời cơ tốt nhất xóa bỏ bọn hắn những người này có nô ấn bao gồm ninh yêu ở bên trong một khi ôn cường vẫn lạc như vậy tất cả thần nô theo hắn cũng sẽ vẫn lạc đương nhiên ninh yêu cũng không ngoại lệ hắn cũng sẽ bị nô ấn hủy đi hết thảy nhưng ninh yêu sở dĩ dám làm như thế chính là bởi vì trong cơ thể hắn khiêu động màu xanh trái tim hắn nhiều nhất chỉ là tạm thời hủy đi nhục thân, ngắn ngủi lâm vào trạng thái trọng thương, có trái tim màu xanh bảo vệ, Ninh Yêu 10 phần tự tin sẽ không bị cái nô ấn này giết chết. Thiên cực đệ tứ, Thiên đạo Phật ma ấn, thủ ấn của Ninh Yêu nhanh chóng biến ảo, lúc này liền là ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đạo Phật tượng, lôi cuốn lấy ma khí nồng đậm gào thét mà xuống, nhấc lên kình phong trong nháy mắt, để cho Ôn Cường ngồi xếp bằng, ở bên cạnh mấy thân ảnh khác bỗng nhiên mở hai mắt ra chỉ là trong đôi mắt kia tia máu vặn vẹo, dù sao bản thân cũng chúng kịch độc, ngươi đang làm cái gì, hẳn là ngươi muốn giết chủ, mấy người mở hai mắt ra, trong mắt tơ máu dày đặc cho dù là thân chúng kịch độc vẫn là đứng dậy muốn ngăn cản ninh yêu bất quá ánh mắt ninh yêu một mảnh lạnh lùng ở chỗ này ngoại trừ ôn cường có thể dùng nô ấn hạn chế những người còn lại căn bản là không có bị ninh yêu để vào mắt qua mạnh nhất cũng bất quá chỉ là một cái bước thứ bảy nơi nào sẽ là đối thủ của ninh yêu cái kia hóa thành trăm trượng thiên đạo phật ma ấn đã là gào thét mà xuống thân chúng kịch độc mấy người căn bản vốn không dám ra tay chống cự đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay kẻ nào lại còn lo lắng chủ nhân ôn cường này đây đông ôn cường bị phòng hộ trận bao phủ ở tại thời điểm ấn ký đập chúng cả hai lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa mà phòng hộ của ôn cường trận cũng là cứng rắn phi thường ninh yêu sợ chậm thì sinh biến theo theo hắn ấn rơi trong chớp mắt chỉ thấy ninh yêu đầu ngón tay xẹt qua mi tâm xuất hiện một vết nứt sau đó vết nứt bỗng nhiên mở ra tịch diệt quang thúc ninh yêu giờ phút này không có nương tay hắn phải nhanh một chút giải quyết hết ôn cường bảo đảm nhục thân chính mình coi như bị hủy muốn tại thần điện điện chủ hồi phục lại khôi phục lúc trước trước lúc này ninh yêu đã là tại xung quanh bố trí xuống cấm chế đồng thời lưu lại độc vật tiến một bước bảo đảm chính mình trạng thái trọng thương dưới sẽ không bị người ám toán bành phòng ngự của ôn cường trận cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản thế công đến từ bước thứ 9 của ninh yêu âm vang ở giữa sụp đổ vỡ đi ra rốt cuộc vào lúc này ôn cường mở hai mắt ra ninh yêu ngươi muốn tạo phản trên mặt ôn cường tức giận điên cuồng thời điểm phòng ngự trận vỡ vụn trong nháy mắt, vẫn cho Ôn Cường cơ hội tránh né, thân hình của hắn rút lui cực nhanh, đồng thời mặt mũi tràn đầy sát ý, nhìn xem Ninh Yêu giờ phút này cũng là sát ý nghiêm nghị, người kia nhìn xem Ôn Cường thức tỉnh, trong mắt cũng không nửa phần ý sợ hãi, chỉ bằng tên phế vật nhà ngươi, còn muốn nô dịch ta, Ninh Yêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, nhìn xem ngón tay Ôn Cường dương lên, xoẹt, thân ảnh ôn cường chấn động mạnh một cái sau đó phun ra một ngụm máu tươi hắn không biết là ninh yêu sớm đã tính tới giờ phút này một thanh phi kiếm mang theo kịch độc lơ lửng ở phía sau lúc ôn cường đang tức giận lại thêm kịch độc trong đó căn bản hẳn là không có cách phòng bị các phương diện phản ứng đều hứng chịu độc tố ảnh hưởng nghiêm trọng một kiếm này ôn cường căn bản bất lực ngăn cản ninh yêu người muốn chết ta chết ngươi cũng sẽ chết vì sao muốn lưỡng bại câu thương ngươi có yêu cầu gì có thể nói ta cũng đáp ứng ngươi như thế nào ta không muốn chết sắc mặt ôn cường cực kỳ khó coi bởi vì giờ khắc này sợ hãi tử vong đem hắn bao phủ Hai mắt đỏ thẫm nhìn kém chút liền muốn khóc lên rồi, hắn làm sao không sợ tử vong, tu luyện tới bây giờ đâu phải dễ dàng, có thể đột phá đến đế chi bất hủ, hẳn là đạp trên vô số máu tươi thiên kiêu mới đạt tới một bước này hôm nay, mắt nhìn mình đang hướng cảnh giới mạnh hơn mà đi, lại gặp phải tên điên này, bởi vì nô ấn cường đại, gần như không có khả năng xuất hiện tình huống phản loạn, sát chủ tự thần cũng sẽ vẫn lạc, ai cũng không nguyện giao tính mạng của mình, Ôn Cường vô luận cũng nghĩ không thông, Ninh Yêu sao lại đột nhiên phản bội, mặc dù lấy hắn làm chủ, chí ít trên đường đi cũng không đắc tội qua Ninh Yêu, hắn lại vào lúc này đột nhiên xuất thủ muốn mặt sát hắn, qua một tiếng, ôn cường phun ra một ngụ máu xanh, liền ngay cả phun ra máu tươi, cũng phẳng phất mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, bản thân liền chúng phải độc, hiện tại chúng độc sâu hơn, thân hình ôn cường cũng trở nên lào đảo, trên người nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, nhưng ôn cường lại cảm giác mình lạnh cả người, phẳng phất lọt vào hầm băng vạn năm, cứu, cứu ta, ninh yêu, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, sau chuyến này ta nghĩ biện pháp, vì ngươi loại trừ nô ấn, tội gì ngươi chết ta vong, ôn cường lay động ở giữa, đã bắt đầu rơi vào hạ phong trên người hắn sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng thân hình ninh yêu khẽ động lướt đến trước người ôn cường đưa tay tìm tòi chính là trực tiếp bóp lấy cổ của ôn cường đám người các ngươi là hạng người gian trá xuống địa ngục đi nói đi ninh yêu hử lạnh một tiếng ý hắn đã quyết năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức bóp một cái liền nghe chỗ cổ ôn cường truyền đến thanh thanh âm răng rắc ôn cường cũng tại thời khắc cuối cùng đã phát động nô ấn trên cổ ninh yêu muốn đưa ninh yêu vào chỗ chết ninh yêu bị đau lập tức cảm giác được chỗ cổ truyền đến cực nóng làm cho hắn khí tức trong người cũng trở nên điên cuồng nòng nảy uy lực của nô ấn vượt qua tưởng tượng của ninh yêu lan tràn tốc độ phi thường nhanh khí tức nóng nảy trên người ninh yêu tản ra phảng phất mấy hơi thở về sau liền sẽ tự bạo Ninh Yêu vỗ cái cổ nô ấn bị đau, chợt không dám thất lễ, phi kiếm giữ trong tay, đưa tay quét quam, liền đem thủ cấp của Ôn Cường sinh sinh cắt xuống, kiếm của hắn không có dừng lại, tiếp tục đem nhục thân Ôn Cường cắt thành mấy khối, nhưng cái này cũng còn chưa đủ giết chết một cái đế chi bất hủ, Ninh Yêu biết rõ điểm này, nhất định phải đem nhục thân hắn hoàn toàn hủy diệt, mới có thể mặt sát, sau đó Ninh Yêu nhấc tay vung lên, một bình nọc độc màu đen rơi trên nhục thân vỡ vụn của Ôn Cường, suy suy suy, nọc độc màu đen bốc lên khói đen, kỳ độc rất mạnh, có thể nhìn thấy những máu thịt kia phảng phất giấy lên hắc hỏa nhanh chóng ăn mòn huyết nhục của ôn cường linh hồn của ôn cường lập tức từ bên trong huyết nhục lướt đi đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương cho dù giờ phút này hắn như cũ có cầu sinh mãnh liệt nhưng lúc này mấy cái thần nô khác căn bản vốn không dám tới gần bởi vì bọn hắn trúng độc không thể so với ôn cường nhẹ hơn căn bản bất lực phản kháng thời điểm nhìn xem nếu ôn cường thật sự bị ninh yêu giết từng cái đều là mặt như cho tàn dù sao ôn cường vẫn lạc bọn họ nô ấn toàn bộ đều bị kích hoạt bọn hắn khoảng cách thần điện vốn cũng không xa nếu một khi tự bạo đủ để đem thần điện nổ đến không còn sót lại chút gì cùng lúc đó ở bên trong thần điện thần điện điện chủ nằm vật xuống ở trong đó trên mặt màu máu đang từ từ khôi phục mí mát hơi động một chút tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra trên người ninh yêu sao động càng ngày càng mãnh liệt hắn vẫn là cực lực muốn áp chế tự bạo nhưng ninh yêu phát hiện đích thật là không cách nào áp chế dứt khoát trước khi tự bạo hé miệng lập tức nhắc lên một cỗ cường đại hấp lực đem linh hồn của ôn cường thôn phệ làm cho khí tức của ninh yêu càng thêm nóng này chẳng biết tại sao loại cảm giác này lại làm cho ninh yêu cảm thấy vô cùng phấn khởi trong từng ánh mắt hoảng sợ, Ninh Yêu phát ra tiếng cười phi thường điên cuồng, ha ha, các ngươi đều phải chết, tự bạo lúc trước phẳng phất mang đến cho hắn khoái cảm trước nay chưa từng có, để cho hắn cảm xúc trở nên điên cuồng, nhưng vào lúc này, bên trong thần điện phát ra tiếng gầm giận dữ, tên hỗn đản nào dám ở thần điện ta ồn nào, một thân ảnh từ bên trong thần điện lướt đi, đạo thân ảnh này, chính là thần điện điện chủ, người kia vẻ mặt ngạo nghễ đứng chắp tay, ầm ầm, mấy cái thần nô khác ngoài Ninh Yêu, Ninh Yêu dẫn đầu chống đỡ không nổi, âm vang nổ tung, một cái bất hủ tự bạo đủ sức để hủy thiên diệt địa huống chi mấy cái bất hủ nhao nhao tự bạo ninh yêu trong trận tự bạo này chậm rãi giang hai cánh tay ra thân hình của hắn bao bao phủ ở trong năng lượng phong bạo này trong khoảnh khắc hết thảy ở trong thần điện cũng bị điên cuồng quét sạch về phần thần điện điện chủ thậm chí căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì hắn vừa mới phục sinh thậm chí cũng không kịp tức giận liền triệt để không có sinh khí chết rất thảm, chết không hiểu thấu, có lẽ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từng có thời gian ngông cuồng tự đại trong Di Thiên Đại Giới, lại không chịu được một kích như thế, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, Di Thiên Đại Giới sẽ có nhiều cường giả như thế vào xem, dù sao muốn hội tụ nhiều bất hủ cường giả như thế, cơ hồ là sự tình không có khả năng, trận bạo tạc điên cuồng này xưa nay chưa từng có, quét sạch nơi này, thời điểm bạo tạc nhấc lên trong nháy mắt, vô số xương độc điên cuồng co vào, sau đó theo bạo tạc toàn bộ bị phân tán ra, nguyên bản dãy núi liên miên, che kín các loại độc vật cùng xà hạt, cũng ngay lúc này hóa thành tro bụi đương nhiên tính cả thần điện hết thảy toàn bộ hóa thành phế tích nổ tung trùng kích thậm chí lan tràn tới chỗ sơn phong của tiêu viêm mặc dù không có đem sơn phong chấn vỡ lại như là địa chấn mãnh liệt núi lở đá lăn tiêu viêm lập tức tản ra lực lượng ổn định sơn phong bởi vì hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt hắn luyện chế đan dược ngay lúc này thậm chí để cho hắn một chút phân tâm không khỏi sẽ đi suy tư xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho địa chấn kịch liệt như thế mà tại bên ngoài sơn phong đám người trung cổ bị một luồng kình phong quét sạch long bưu cùng cận đông minh đều là cao mày lực lượng điên cuồng như vậy chỉ sợ là bất hủ cường giả tự bạo nhắc lên vĩnh đông ngẩng đầu nhìn phương hướng trùng kích cuốn tới chậm rãi nói ra bất hủ tự bạo ừm với lại không phải chỉ một cái vĩnh đông gật gật đầu một cách tự nhiên nói đến đây mình xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều